Vô đội hình là hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một cái trick có tên là Palm Spin Fingerless Thumb Rail. Thì cái trick này nó là một dạng power trick, nó được xếp vào cái nhóm power trick. Power trick là gì thì mình cũng không có định nghĩa được, chỉ biết là trong cái trò này thì có một số những cái trick được những người chơi cái trò này xếp vào cái nhóm gọi là power trick, tức là có thể là những cái trick khó hơn bình thường. Thì cái trick này nó sẽ có dạng như sau. Đó, nó sẽ quay qua ngón cái như này. Và các bạn có thể làm ở cái dạng continue trick, tức là làm liên tục như này. Đó, hoặc là ghép lên một cái combo power trick nó sẽ như này. Đó, tức là nó sẽ hất hất như này. Đó, hoặc là các bạn ghép vào combo thì lên một cái combo bình thường dùng để kết thúc cái combo đang quay, bạn hất hất lên. Đó. Thì để làm cái trick này chúng ta sẽ cần có 3 yếu tố. Đó là các bạn phải làm được palm spin. Palm spin nó sẽ như này. Đó, đây là palm spin và fingerless thumb rail. À, và cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố quan trọng nhất, đó là các bạn phải đẹp trai. Dạ, cái này khó cũng được, không có cũng không sao. Thì mình đã tháo ring một đầu cái mod ra để mà các bạn dễ thấy. Thì các bạn hãy nhìn vào cái đầu màu đen, thì mình sẽ thực hiện cái chiếc palm spin fingerless thumb rail này cho các bạn xem. Thì các bạn để ý cái đầu đây đang nằm ở dưới như này. Và sau khi mà mình thực hiện chiếc thì nó quay lên trên, tức là chúng ta đã cho cái bút quay một vòng quanh cái bàn tay này. Vậy để mà tập được cái chiếc này thì các bạn cần phải tập cái cảm giác là cho cái bút quay một vòng trên bàn tay. Đó, tức là chúng ta sẽ palm spin như này. Đó, và chụp lại. Đó, và chụp lại sao cho cái đầu này nó chuyển lên trên, xong rồi chuyển xuống dưới rồi chuyển lên trên. Đó, đó như này. Đó như này. Chúng ta phải quen được cái cảm giác này thì chúng ta mới làm chuẩn được cái chiếc này. Chứ mà các bạn để lâu quá thì nó quay một vòng rưỡi hoặc là hai vòng thì lúc đó các bạn sẽ bị mất cái nhịp, các bạn sẽ không có theo kịp, không có bắt được cái tốc độ của cây bút thì nó sẽ bị văng ra ngoài. Đó, tức là phải làm phải chuẩn, chứ không thì không có làm những cái dạng continue được như này. Đó, các bạn phải làm chuẩn thì chuẩn, quay một vòng lên đây, quay một vòng và lên đây liền, đó kiểu như vậy. Đó, đó, đó. Thì sau đó chúng ta sẽ tập cái động tác gọi là gập ngón cái qua như này. Đó. Hoặc là các bạn nào mà muốn chắc ăn hơn thì để cái bút như dạng như này và các bạn đẩy fingerless thumb rail qua. Đó, đẩy qua như này. Để mà cho quen cái cảm giác. Đẩy qua như này. Sau khi mà đẩy, cảm thấy các bạn đẩy với làm palm spin nó cứng rồi thì các bạn sẽ ghép lại. Tức là palm spin xong, gập ngón cái lại. Cái tay vẫn giữ nguyên, không có chuyển động gì. Đó, gập ngón cái lại cho nó lăn qua như này luôn. Đẩy sau đó gập ngón cái lại, đó như này. À, và sau khi mà đã làm được cái đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tới tập tăng cái số vòng lên. Đó, lên cái số vòng. Lên 2 vòng, 3 vòng. Đó, cái này cái ba cái chức này làm nó lên nhiều vòng quay mới sướng chứ quay một vòng đâu có đã. Thì để tập được cái này thì chúng ta phải di chuyển cái bàn tay chứ không có để yên nữa. Và cái chiều mà chúng ta sẽ di chuyển đó là ngược chiều với cái ngón cái. Con cái thẳng ra nó sẽ đi qua bên tay bên này. Thì chúng ta phải đẩy cái tay về phía bên này để cho cái bút nó hướng nó cái quán tính nó sẽ hút về cái phía ngón cái. Đó, nó hút về ngón cái như này. Đó, như này. Hai vòng qua đây, tức là phải qua bên phía ngược lại với ngón cái thì mới làm được. Đó, thì bạn nào mà thuận tay trái thì cứ làm ngược lại thôi, cứ ngón cái ở đâu thì làm ngược, dít cái tay qua bên đây ngược lại với ngón cái là được. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một lần, sau đó cho nó palm spin tiếp. Làm một lần cho nó palm spin tiếp, chúng ta phải tập được cái này chúng ta mới có thể làm cái dạng con trick được. Đó, như này. Đó, như này, và cũng theo cái cách tập của cái một vòng mà làm. Đó, tức là cho nó quay một vòng, sau đó chụp lại kiểu vậy. Kiểu vậy. Đó, kiểu vậy, cho nó quay cái đầu lên, đó như này. Đó, quay cái đầu xuống. Quay cái đầu lên, đó như vậy. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quay cho nó quay một vòng, sau đó chúng ta sẽ cho cái bàn tay nó hành dạng như này. Đó, đầu giật cái ngón tay qua như này. Đó, qua như này, qua như này để cho cái bút nó lăn lên ngón cái. Đó, nó mới có cái đà để mà nó quay tiếp cái vòng tiếp theo, đó như này. Đó như này. Còn làm khi làm một vòng mà muốn ngưng thì không có cần thiết. Làm một vòng muốn ngưng thì cứ để yên cái tay là được rồi. Còn nếu mà làm nhiều vòng thì chúng ta phải nhích cái tay như này. Đó. Cái động tác nhích cái tay này nó cũng góp phần để tạo cái đà cho cái bút để cho nó quay tiếp. Đó. Đó như này.
Thì lên 2 vòng 3 vòng thì cái cách tập cũng y hệt như vậy. Và nếu mà thấy hay thì có thể like clip để ủng hộ mình, share, subscribe. Hoặc là có câu hỏi gì thì inbox mình trên Facebook, đó là Nguyễn Trân Anh Huy. Là mình có để cái link Facebook của mình ở đây, thì bạn nào mà thấy thì có thể kết bạn với mình. Để mà đóng góp những cái câu hỏi, những cái hướng dẫn yêu cầu gì đó cho mình, để mà mình tiếp tục làm những cái video thế này cho các bạn, phục vụ cho các bạn.